tất cả các chị em đang coi Facebook của chị Điệp. Rất vui khi mà được gặp các chị em ở tại Facebook của chị Điệp. Mình xin giới thiệu với tất cả các chị em, mình là Vân Anh. Hiện tại thì Vân Anh đang kinh doanh một chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Vân Anh ở rất nhiều nơi. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì Vân Anh có hai chi nhánh, đó là ở Bình Tân và ở Tân Phú. Rất vui được gặp và làm quen với tất cả các chị em ở trong livestream ngày hôm nay. Xin giới thiệu với các chị em thì chị Điệp là chị của một khách hàng của Vân Anh, và Vân Anh đã điều trị nám cho em của chị rất là thành công. Trong từ 10 ngày là chị đã nhìn thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Chính vì thế nên là ngày hôm nay chị cũng bay từ rất là xa tới đây. Thứ nhất là chị cũng dự lễ tri ân khách hàng của Vân Anh kỷ niệm 12 năm Vân Anh làm trong ngành spa. Cái thứ hai là chị cũng muốn tham gia để được học hỏi và nâng cao tay nghề về công nghệ điều trị nám và tàn nhang trong từ 10 ngày tới 15 ngày có hiệu quả. Các chị em ở Đà Nẵng và Huế, khi các chị em có nhu cầu về làm spa, về chăm sóc da, đặc biệt là các chị em nào mà thực sự yêu thương ngành spa và yêu thương về làm đẹp, muốn được nâng cấp bản thân, muốn được làm đẹp cho bản thân mình và cho tất cả bạn bè các anh chị em, thì xin mời các anh chị em ghé spa của chị Điệp để các anh chị em được sử dụng công nghệ tuyệt vời nhất và mới nhất hiện nay ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi livestream của chị Điệp.